chút xíu rồi chị. Ủa cái này là hai đứa nhỏ này ở đâu mà chị bỏ vô đây vậy? Con tôi. Phải con chị không? Phải con chị không? Con tôi đó. Sao mà sao chị giấu vô đây chi vậy? Anh thấy chị che kín mít à? Trời nắng. Trời nắng cái gì đâu mà. Mà con chị rồi sao em thấy trên xe chị đi mua dây chai mà sao sao dẫn mấy đứa nhỏ theo? Anh hai dẫn hết trơn, tôi nói thiệt. Hỏi bà cha mẹ con đâu? Cha con đâu? Rồi mẹ con đâu? Rồi con gái cho chú hỏi thăm nè, cha con đâu? Cha con hả? Ừ. Cha con đâu rồi? Con bỏ mẹ rồi. Rồi cô mẹ con đâu? Mẹ con ở nhà đâu. Ủa? Chị ơi, sao mấy đứa nhỏ nó nói là đâu có cha mẹ nó đâu mà sao chị nói là cha cha mẹ bỏ nó ở chỗ lúc 7 tuổi. Có chồng có vợ có nuôi con. Rồi nhà nó bỏ nữa, tôi bỏ nữa thì gia truyền không? Cho nên là chị biết được cái nỗi khổ khi mà không cha không mẹ ha. Rồi chị cố gắng giống như là bù đắp. Rồi giờ tôi bỏ gia truyền đâu. Đó, chị đã là một cái sanh ra đã không có được như mà bao nhiêu mọi người bây giờ hiện. Đi thấy nãy chạy ngang thấy hút rồi. Ôi chị ơi, em nói thăm chút xíu rồi chị. Ủa cái này là hai đứa nhỏ này ở đâu mà chị bỏ vô đây vậy? Con tôi. Phải con chị không? Phải con chị không? Con tôi đó. Sao mà sao chị giấu vô đây chi vậy? Anh thấy chị che kín mít à? Trời nắng. Trời nắng cái gì đâu mà. Mà con chị rồi sao em thấy trên xe chị đi mua dây chai mà sao sao dẫn mấy đứa nhỏ theo? Anh hai dẫn cái chân thôi. Hỏi bà cha ngồi. Mẹ con đâu? Cha con đâu? Rồi mẹ con đâu? Rồi con gái cho chú hỏi thăm nè, cha con đâu? Cha hả? Ừ. Cha con đâu rồi? Con bỏ mẹ rồi. Rồi con mẹ con đâu? Mẹ con ở nhà đâu. Ủa? Chị ơi, sao mấy đứa nhỏ nó nói là đâu có cha mẹ nó đâu mà sao chị nói là cha mẹ là sao? Nó không có cha mẹ. Đó là con chị. Sao mà chị nói là cháu? Nói con của tôi mà con của cháu cũng vậy mà. Nó đi chung với mình nuôi nhỏ tới lớn đó. Nhưng mà sao em hỏi mấy đứa nó không có cha mẹ? Con ơi. Hỏi lại cái coi. Cô này là cái chị này là sao? Cái gì của con? Cái cô này là gì của con? Hả? Bà ngoại hả? Có thiệt không? Rồi chị cho em hỏi thăm là như vậy là chị là bà ngoại của mấy cháu ha. Chị biết sao không? Tại mấy em chạy xe ngang đó thì thấy chị giấu hai đứa nhỏ trong xe nè, cho nên cũng giống như là quan tâm á, rồi nghi ngờ, cho nên là mới ghé lại đây nè đặng đón chị á. Vậy mà sao mình không để nó ngồi ở ngoài á chị? Nắng lắm rồi nó phải vô đó mát. Kiểu này chị để giống cái này trong cái lồng mà để mấy đứa nó ví dụ nó ngọt nghẹt rồi sao? Ở trong đó chạy nó an tâm hơn. Còn ngoài này á sợ chơi mình ra mình chạy cái bắt đầu nó. Trời ơi quý vị ơi. Nó chậm chậm coi tét có khi á trong đó gì đó. Mà cũng phải dầm chừng nó hoài. Bây giờ tôi là mấy anh em á là đi ngang đường thì thấy chị á chở hai đứa nhỏ nè, ở trong đây hiếu kỳ là hỏi. Nói chung là mấy anh em cũng bên quay phim từ thiện á chứ không có gì hết, thì để mấy anh em hỏi rõ coi như thế nào ha. Hỏi cô vậy như vậy đi. Bây giờ chị biết sao không? Bây giờ mình vô trong mát đi, cái mấy chị em mình trò chuyện để em hỏi thăm coi hoàn cảnh của chị như thế nào nha. Bây giờ vô trong mát nha chị. Thích.
chị dẫn hai đứa nhỏ theo như vậy đó. Xe xác vô đây nè chị, xác vô đây luôn đi, xác vô trong lời luôn đi. Chị ơi, rồi rồi chồng chị đâu? Không có chồng. Không có chồng hả? Ông đây mười mấy năm rồi. Xác vô nữa chị, xác vô nữa đi. Tại vì sụp, không sụp có gì nữa đẩy. Cỏ không có sao hết á. Rồi. Rồi được. Chị ơi, rồi cho chú hỏi nè, rồi hồi sáng bây giờ con có ăn uống gì chưa? Chưa hả? Con ăn gì chưa con gái? Chưa luôn hả? Trời ơi, con nhiêu tuổi rồi? Dạ, em chào chị. Chị ơi, thì hồi sớm á, mấy anh em đi ngang thì nói chung là chạy hút rồi, thì thấy chị á chở hai cái đứa bé nè ở trong cái lồng, là cho em hỏi á, thì hồi sớm hỏi á, cha bé bỏ rồi mẹ bé đi làm xa. À, chị có thể cởi vì sao ba của mấy bé bỏ không chị? Lúc đó nó ở trên Sài Gòn, hai đứa nó đương nhau thì nó sống với nhau rồi tới đâu thời gian chị, vậy đó. Chị lột cái nón lá của Trang rồi, cho nó mát chị. Rồi nó sống thời gian trên chảnh rồi cái tới chừng đằng xanh đẻ thì nó bỏ đi rồi. Rồi cho nên chị rước về chị nuôi, nuôi tới đẻ. Xa nuôi tới đẻ, đẻ rồi xong rồi bắt đầu nó nói ở nhà không có tiền bạc gì đó. Rồi nó đi lên trên thành phố nó mặn chị nuôi nó. Chị nuôi hai đứa nó. Tiền ơi. Chị cho em hỏi thăm mà. Như vậy là chị có mấy người con? Con chị thì là 5 đứa nè. Mà nó có chồng có vợ hết trơn rồi. Nó lo tự riêng nó hết rồi. Rồi không ai lo cho chị hay sao mà chị phải vừa đi lụm ve chai rồi vừa chở hai đứa cháu ngoại hết chị? Nó không có chồng có vợ hết, như là nó cũng gia đình nó cũng nghèo rồi, nó cũng phải lo gia đình, nó đâu lo cho mình được nữa. Ừ. Đứa nào có chồng có vợ thì tự lo, còn đứa nào mình nó con nhỏ này nó không có cha cho nên phải phụ nuôi tiếp nó. Là cha bé bỏ hồi cấp trong bụng hả chị? Trong bụng nè, nhỏ này thì 3 tháng, còn thằng này là nuôi từ hồi mà tới bắt đầu mang bụng 1 tháng là bắt đầu nuôi tới đẻ luôn. Rồi chị cho em hỏi thăm nè, vì sao mà lại bỏ rơi hai cháu, tội gì chị? Cũng như là nó không có chồng rồi nó nuôi không nổi á. Rồi cho nên nó là mấy người nuôi phụ tiếp nó. Cũng như một mình thì nó tới 3 đứa con nặng chẳng may 1 đứa. Dạ. À, rồi cho nên nó là hồi Tết giận quá rồi nó mặn, nó không có tiền bạc cũng gửi về cho nên trả 1 đứa cho nó là cho nó lo tiếp rồi nuôi 2 đứa. Là 3 đứa luôn hả? 3 đứa đó. Cấp đầu là già đưa cho chị là tới 3 đứa lận. Chị nuôi mình lên chị 3 đứa rồi chị không tiền bạc rồi chị mặn công ty trước, chị chán quá rồi chị quải không tiền không bạc rồi con chờ về gửi về từ đồng bạc cũng được vội. Rồi chị, đi mua ve chai mới đầu là đi đẩy không à. Rồi như vậy rồi chồng chị có làm phụ chị không? Nó bỏ mười mấy năm nó có vợ gia đình riêng rồi, nó đâu có cho chị gì đâu. Chồng chị bỏ chị luôn. Trời, bỏ hồi lúc chị mới lên đây là con nghe ca con chị chút chút ăn cơm còn đủ mấy đứa chơi con chị á. Lên đây cũng gần 20 năm rồi. Chứ đâu phải hết đâu, lúc đó nó chưa có chồng có vợ gì hết trơn á. Rồi ở trên này mằn biết rồi, tới nhỏ lớn nó có chồng. Rồi bắt đầu mới tới thằng thứ ba, rồi bắt đầu tới nhỏ thứ tư. Rồi con nó bự hết rồi, mạnh đứa nào rồi nó chia theo chồng theo vợ nó đi. Dạ chị, như vậy cho em hỏi chị thì không biết như thế nào mà cha mẹ của bé chia tay nhau rồi giao con cho chị nuôi, chị có thể kể lý do nào mà ba bé bỏ? Hai đứa nó đương nhau nó cũng vậy là chết nói thôi. Có cự cãi với nhau không? Thì cũng cự cãi đó chứ con không có cứ hỏi gì. Không đương nhau rồi đi lên là dẫn mình con sống gì đó. Rồi tới chừng con mang bầu thì bắt đầu nó không muốn nuôi nữa thì nó kiếm chuyện gì lộn rồi đâu, quýnh lộn rồi bỏ đi. Trời ơi, bên rể của cô kiếm chuyện không chịu nuôi hả? Bên kia người ta không có chấp nhận, người ta không nuôi rồi như nó quýnh lộn rồi chơi lộn rồi nó bỏ rồi đằng này mới đi thấy gì mình đi trước con mình về. Nó trên thành phố á. Chị cho em hỏi thăm nè, thì hai đứa cháu nó còn quá nhỏ đó nhưng mà lại không có cha cũng như là không có mẹ đó, rồi chị đóng vai trò là bà ngoại đó, rồi chị cho em hỏi thăm là chị nhìn cảnh hai cháu như vậy đó rồi chị cảm thấy như thế nào trong lòng? Nói thì từ đầu tới cuối thì tôi cũng phải nói hết. Nếu mà hồi xưa á, cha mẹ tôi cũng bỏ tôi cho tôi còn nhỏ. Chị á? Ừ. Chị. Tiền ơi. Rồi giờ tôi bỏ anh chia chuyện đó. Chị ơi. Đó, chị đã là một cái
sanh ra đã không có được như bao nhiêu mọi người. Bây giờ hiện tại là tới cháu của chị cũng kêu bằng mờ, cũng giống chị nữa, tuổi thang. Sao cái hoàn cảnh của chị khó khăn chớ chiêu quá vậy chị? Cha mẹ bỏ nó ở chỗ lúc 7 tuổi. Có chồng có vợ có nuôi con. Rồi giá nó bỏ nữa, tôi bỏ nữa thì giá tiền không. Cho nên là chị biết được cái nỗi khổ khi mà không cha không mẹ ha. Rồi chị cố gắng giống như là bù đắp vào cái tình thương với cho hai cháu hết chị ha. Cho mẹ cho mấy 7 tuổi à. Sống với cha mẹ nuôi rồi cực khổ cũng chết rồi sống. Rồi ở làng mà đi mặt mướn thì cái ở đạo người ta sống một thời gian quá trời thấy con gái gì mình bỏ nữa thì nó dây chuyền nữa rồi nó biết tốt khác ông bà nó đâu. Dạ. Hàng ơi em nhìn cảnh hai cháu phải đi theo chị mỗi ngày á, em thấy rất là chua xót luôn. Ban đêm mới thì đưa nó đi học, ban ngày thì cho nó đi đó, rồi từ bữa bị xe đục đó rồi cho nên nó ban đêm cũng dám đi nữa. Xe đụng hả chị? Đi ngay cho tranh mà đi lên chừng chưa có gần hơn cái mức đó nữa rồi nó đụng hồi nào mình cũng không biết, bị gì tới đó làm như là tối như mực gì đó rồi không ai đụng, rồi đụng mình cũng không biết, mà mình té làm sao mình cũng chẳng biết luôn. Tới chừng đi nhầm bệnh viện rồi về ba bữa con nó ra nó cứ hỏi chứ mẹ té làm sao vậy, rồi nó mới nói là người ta đụng mẹ. Rồi tới lúc đó rồi giờ cũng như là ban ngày đi mặn đâu có đưa nó đi học được, rồi ban đêm gì đó rồi 6 giờ là đưa này học 8, 9 giờ rước về. Cho nên rồi tự nhiên là sợ xe luôn, không muốn đi đêm. Rồi cho nó nghỉ hôm ngày cũng có tháng, cả 2 tháng rồi. Từ bữa tới xe tới nay. Cháu học gì ban đêm chị? Cũng như là nó học trường tư á, bị gì mẹ nó mà cái kiểu như mẹ dẫn đi rồi cái không có cho đi học rồi nó quá tuổi rồi. Rồi nhà nước người ta không nhận. Cho nên nó phải cho học trường tư. Trường tư ở ngoài là người ta, cô giáo người ta dạy trường tư á. Khổ thân cháu không? Như là cháu không có được đi học luôn. Ừ. Rồi học cũng được đâu, cũng mấy tháng rồi. Rồi cái đấy giờ bị xe đụng gì rồi cái ban đêm rồi cha sợ xe rồi không có dám đi ban đêm nữa. Rồi mới cho nó nghỉ. Chị cho em hỏi thăm là có khi nào buổi tối mà hai cháu nói là nhớ cha hoặc là nhớ mẹ không chị? Không, nó chơi rồi nó không có nói nó nhớ mẹ, nó nói mẹ sao lâu về này kia nọ gì đâu vậy. Rồi lúc đó trong lòng chị như thế nào chị? Nó đi mặn rồi chừng nào mẹ có tiền về. Chị có suy nghĩ nhiều khi á là chị đã mới sanh ra đã chớ treo đã mù côi rồi, mù côi cha mù côi mẹ, thì tới nhìn cái cảnh lại hai đứa cháu ngoại của mình nó cũng cái hoàn cảnh cũng nói chung là cũng giống giống mình, rồi chị cảm nghĩ như thế nào cho hai cháu ngoại của chị? Thì cho thấy nó không cha không mẹ mình rồi đó, mình cũng bơ vơ rồi, bây giờ bỏ nữa thì mới nó bơ vơ nữa. Thì biết cái đâu mà sau này ai đâu mà cái đâu có dư cơ nguồn gốc gì đâu mà nhìn. Cho nên á thì đứa nào không có cha không có mẹ thì gánh tôi nuôi tiếp tụi. Còn mấy đứa nào mà có cho đủ cha đủ mẹ thì tự nuôi lên, chứ giờ quậy lắm, mày nuôi 5 đứa con rồi giờ thêm nuôi cháu nữa. Quậy dữ lắm. Hồi đó các chú mướn đi mặn nuôi xong. Hồi nãy chị biết sao không? Hồi nãy á, cái lúc mà chị vừa nói á, chị là bà ngoại của hai cháu á, là em rất là khó tin luôn. Tại vì em nhìn chị khá là trẻ, nhưng mà chị nói chị là bà ngoại á, cho nên em cũng không thể tin. Em độ chừng chị chừng 30 mấy tuổi chứ gì. Lớn là 34 mấy tuổi vậy. Chị 40 mấy tuổi. 40 mấy mà chị thấy trẻ. 48 rồi, Tết này 49 rồi. Chị cho em hỏi thăm nè. Rồi cuộc sống hàng ngày á, là chị đi nhặt với cha như vậy nè, hai cháu không phải theo chị nắng mưa cực khổ á, sao chị không để hai cháu ở nhà? Nhà trọ thì đâu có để được, lỡ điện đầy rồi hai nữa rồi nó có quen biết gì nhốt nó trong nhà thôi, còn hơn thì nhốt ở trong tù có biết gì đâu, rồi cơm nước đâu ăn. Ủa chị không có nhà sao? Không, ở nhà trọ từ 20 mấy năm rồi. Là không có cái nhà hồi xưa giờ luôn? Hồi ở dưới quê người ta cho mượn đất các cái nhà, bây giờ người ta lấy đất lại rồi mà cho nên mình mới đổ ra ngoài công ty mình bằng. Như hồi đó cắt lúa dưới quê á thì mình cắt không à, rồi cái máy cắt rồi mình đâu có tối việc gì đó mình làm, hãy đi ra công ty mặn. Mặn công ty mặn thì bữa mặn bữa nghỉ thì diêm sơn đâu có mặn được lâu. Rồi cái thời gian cái mấy nhỏ này nhỏ lớn này nó gửi con rồi nó xa về sanh đẻ đó, rồi cho nên nó phải về rồi nuôi rồi phụ. Rồi cái thời gian rồi thấy ở nhà
giữ nó vì đâu có đi mặn được chi công ty, cho nên mới đi mà mua cái xe da chai đang đi lụm một thời gian, mới có xe là năm rồi nay đó, chứ đâu có đi chẳng đi ra đi lụm không mà chưa có đi tới khúc này, xa lắm để không nổi, nắng lên. Lúc trước là chị với hai cháu nhỏ này là đi bộ hả chị? Đi bộ và đẩy không à, có chiếc xe đạp đó, cái xe mà loại xe đạp người ta đi lụm da chai đó. Dạ. À, rồi không có lên tới đây đâu, có xe này mới lên tới đây. Rồi chị cho em hỏi thăm nè, chị muốn nhà trọ như vậy đó, rồi em thấy chị đi nhặt dây chai đó, rồi một ngày chị kiếm được bao nhiêu tiền? Có khi thì cũng có tiền mua thì cũng có tiền lời là 100 mấy 200, còn nếu mà không mua được thì cũng như đi không vậy đó, đổ tiền xăng. Cái hàng ơi, chị... như đổ tiền xăng vậy đó đi tối ngày. Còn rồi. Chị em nào thương thì ở xóm ghiền cũng như 10 bữa nửa tháng nó mới điện, nó kêu mua một lần nào đi mua là được dư được 100 mấy 200 ngàn là tiền lời. Còn không có thì đi lụm gì hoài đó. Rồi hai cháu chị rồi sữa sùng rồi sao? Không có cho uống sữa, ăn cơm mà về ăn cơm thôi. Sữa là sao lo cho thế, không nổi đâu. Hai cháu. Vậy đó đi đã rồi nhờ dọc đường mà gặp mà có xôi thì mua nướng có xôi ăn, còn không có đi đi về nhà rồi nấu cơm mà bà cháu ăn. Nãy em có gì thì ăn lấy thôi. Mà sớm em có hỏi cháu hồi sáng có ăn uống gì chưa, cháu nói chưa. Thiệt chưa? Hồi bữa đi tới đây nè, có cái bà gì đó bà bán xôi mà bữa nay không gặp. Không gặp rồi, không có mua luôn, không có nè. Rồi chị cho em hỏi thăm nè, chị nói có mấy bữa là đi vừa đủ tiền xăng á. Rồi như vậy rồi làm sao có tiền đóng tiền nhà trọ nổi chị? Thì tới tháng, tới tháng thì có đi thì hỏi con thì mấy đứa ở gần đó có tiền thì xin đóng tiền nhà. Xin gì? Hả? Không có 800 ngàn nè. Mỗi lần ở cái phòng có 500 mà nó nhỏ xíu mà không có chỗ ngủ nữa. Rồi giờ giờ được cái phòng lên bự bự một chút. 800 ngàn. Mà trong khi đó là có khi là ba bà cháu là không có tiền để mà đổ xăng về luôn. Thì đổ 20 ngàn, 30 ngàn mình nhắm mình gặn hết rồi mình đi về chứ không có nhắm đi xa. Có khi ngăn nhầm bữa không có mua được một miếng gì hết trơn. Chị cho em hỏi á, rồi chị mà chở hai đứa cháu nè ở trong cái xe như vậy đó, rồi đi trên đường á, rồi bà con người ta có nói tại sao mà không để đem ra ngoài mà để trong đó nhốt cháu gì không? Cũng có người nói trời nắng, người ta hỏi cho ở trong đó gì rồi nắng nóng nói vậy chứ cũng che mát đỡ hơn ở ngoài, mình cũng trả lời gì. Nói chung là cũng cái hoàn cảnh hay chứ. Thế rồi hỏi sao không bỏ ở nhà mà đem đi, rồi nên đi mướn sao không gửi nhà trẻ. Cả nhà trẻ thì hai một đứa 50 ngàn, hai đứa cũng 100, mà biết một ngày đó mình có lời được gì không? Còn có khi được có 50 ngàn thì hai bà cháu đủ ăn hả lòng? Dạ. Không có tiền đâu mà đủ gửi. Dạ, chứ lại em thấy chị chở hai cái đứa nhỏ này trong đó chơi gì đó, đang ngồi nói chuyện chơi gì mưa đó. Trời mưa nè, rồi dưới lại là nó cũng nguy hiểm á chị. Thì đó cũng như là đi chưa chưa rồi về tới bữa nào trời mưa thì sáu mưa là ở nhà không có đi. Còn như đi là có cu su. Lấy nước cho em đi con trai. Lỡ dọc đường có mắc mưa thì có cu su ở trong trong. Chị cho em hỏi thăm nè. Em thấy chị đi cùng với hai đứa cháu nè. Hai đứa cháu nhỏ trên đường nè. Nhưng mà chị bỏ hai đứa cháu vào trong cái thùng đó đó. Rồi chị giấu kín quá đó. Có khi nào mà bà con người ta hiểu lầm không? Cũng có hỏi đó. Hỏi là sao mà bỏ hai đứa nhỏ trong đó hay gì đó, rồi nắng hay gì đó. Tôi nói thì trời nắng lên thì để trong đó nó đỡ nắng hơn, còn ở ngoài thì nó nắng. Nhưng mà có ai nghi ngờ đây không phải là cháu chị không? Cũng có khi người ta cũng hỏi gì đó. Rồi tôi nói cha hỏi mà phải cháu của bà không, mà bà làm bà chở động có gì. Tôi nói cháu của tôi chứ cho ai. Cháu của tôi từ nào giờ tôi chở đi biết bao nhiêu quận rồi mà nhiêu lần rồi, đâu có ai nói gì đâu. Rồi người ta tin không chị? Rồi cũng tin, bởi vì ở gần nhà mình ở đây mười mấy, gần 20 năm rồi. Yeah. Tại vì con nhỏ đó thì nó hay nấu gì đó. Nó cũng đi mua da chai như mình vậy đó, mà nó gặp là nó nói gì đó. Có khi nào mà có người chặn xe chị luôn không? Chặn xe lại rồi hỏi chị mấy đứa nhỏ này ở đâu ra không? Dạ thưa chị cho em hỏi thăm nè. Thì em thấy là chị cùng với hai người cháu của chị nè. Đi trên xe, đi trên đường nè. Nhưng mà đặc biệt một cái là chị bỏ hai cháu vào bên trong cái ô đó đó. Rồi chị chùm kín hết trơn á. Có khi nào mà đi trên đường rồi bị bà con người ta hiểu lầm không chị? Có đó, có mấy chú chặn xe tôi đó, hỏi thăm đó.
Dạ. À, hỏi mấy đứa nhỏ là con cháu của ai? Thì tôi nói là cháu của tôi. Ừ. Rồi sau đó sao chị? Dạ, hỏi con có bắt cóc được mấy đứa nhỏ không? Tôi nói ông cháu ruột của tôi à. Nàng ơi, ừ. Là người ta chặn xe chị lại, người ta nghi ha. Ừ. Rồi lúc đó là chị xử lý sao, người ta tin không? Em nói là cháu của tôi. Ừ. Ừ, hồi nhỏ tới lớn là nó ở dưới mà bà ngoại không à. Rồi có khi rồi người ta cũng đâu mới nghe gì, người ta cũng không có nói gì. À, như vậy là ngoài mấy anh em ra, ừ. À, hiểu lầm, ừ. Rồi cũng có là một số bà con khác cũng hiểu lầm luôn. À, rồi mấy chú không tin thì đi về hỏi chú, mấy chú nhà trọ thì người ta trả lời, người ta hỏi thăm người ta nói cháu của mình. Ừ. Ơi. Nhưng mà cái điều đó là đúng rồi, tại vì mấy anh em này chỉ trẻ, cho nên là nói bà ngoại người ta không tin. Hồi nãy chị nói bà ngoại em đâu tin đâu. Tại vì em nhìn chị chém ăn à. Mà giống như là chị hết hồn nữa. Rồi em tưởng đâu là giống như là chị đang giấu một cái điều gì đó vậy đó. Cho nên mấy anh em cũng nghi ngờ. Có khi cũng giật mình cũng mới nói cũng hơi dấp. Chứ còn cái sự là sự này là đúng là sự thiệt tình luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Cháu ngoại thì nói cháu ngoại. Dạ. Yeah. Chị cha mở thăm tới giờ á, em nghe chị tâm sự về cuộc đời của chị á, em nghĩ rằng cuộc đời của chị lúc xưa chắc khó khăn nhiều lắm hả chị? Ngày xưa là chị nói chị là một cô rồi sau đó như thế nào mà chị lập được gia đình? Ta làm mai thì đi có người cậu rồi làm mai nói với cha mẹ rồi lại tôi nói gì đó. Rồi cha mẹ đứng giả chứ không phải là mình quen trước. Chị cũng đọc ý nghe là cha mẹ nuôi. Tại vì á, mình á, là cha mẹ mình đâu mẹ cha mẹ nuôi mình hồi nhỏ nuôi hồi nhỏ lúc mình mới 7 tuổi. Ừ. Bây giờ á, mình không có trả ơn được cái chuyện gì. Bây giờ mình phải làm lập trường cho cha mẹ giả rồi. Nhưng có cho cha mẹ có lòng tin gì đó. À. Đặng cho cha mình trả ơn đặng mà bằng cách đó thôi. Đừng đi con. Chứ chị không hề yêu thương gì hết. Không có yêu thương gì chứ không phải là bầu bịch gì gà giờ gọc gì mình đâu. Tại lúc đó còn nhỏ cũng không có... Trả hiếu nha. Ừ. Có nghĩa là chị dùng cái bản thân của chị để trả hiếu cho cha mẹ nuôi của chị. Rồi chị cho em hỏi thăm là sau đó về nhà người đàn ông nó đối xử với chị như thế nào? Thì cũng thương lắm. Cũng ở bên mẹ cũng đâu được mấy tháng gì đó rồi ổng như mặn không nổi rồi cũng không đậu gì về quê. Rồi thấy như mình có chồng thì mình phải thuộc về bên chồng rồi chứ trở về cho mẹ cũng đâu có lo cho mình nữa, nghĩ gì con nuôi mà. Yeah. Rồi cho nên thấy vậy rồi thì thôi mình cũng để gắm cho chồng con thì mà cả đời thì cũng thôi mình theo tay chồng về quê. Rồi đi về quê thì biết thế nào bên chồng cũng không ai ưa. Tại vì bên bản người ta giả mắc rễ mà. Rồi mình đi theo về bản thì thế nào người ta cũng coi rẻ mình. Mà thiệt cũng coi rẻ nhưng mà cũng phải gắng chịu đựng. Chứ nếu mà trở về cha mẹ thì cha mẹ cũng đâu có chị dâu rồi có cha mẹ đâu có đang quan tâm gì tới mình nữa. Rồi sau đó vì sao mà người chồng chị bỏ chị đi? Cũng màng cũng thời gian cũng lâu rồi, không có bồ có bịch gì, không nuôi dịch để nợ không ra đi. Nên lên mình bố không bằng kiếm tiền trả nợ lên trả không có bồ. Rồi chị khuyên cũng không nghe luôn. Nói gì giờ đã chấp nhận người ta nó bỏ mình đi rồi, bây giờ mình nó sống gì với con đi. Cái thời gian thì mình không có hạnh phúc gì đâu. Cái này thì cũng phải... cái này chị cho em hỏi thăm nè. Em thấy cuộc sống mấy bà cháu á quá khó khăn cũng như là quá vất vả đi. Rồi tiền thì đâu phải dễ kiếm đâu. Một người phụ nữ mà còn phải dẫn theo hai đứa cháu lang thang mưu sinh trên đường đó đâu phải chuyện đơn giản đâu. Rồi có khi nào mấy bà cháu hết gạo hết đồ ăn rồi chị đói không chị? Có lúc cũng không có rồi thôi chứ mượn chắc hay được. Có lúc không có được. Rồi mình bắt lên có cái nước mắm này thì có cô thì bắt đầu rau quẹt thì bà cháu ăn cũng được. Vì mấy đứa này cũng dễ ăn lắm. Rồi mối rau là luộc ăn được rồi. Rồi ở nhà thì mình biết thôi chứ còn như nhà trọ thì mình cũng là ăn vô là quách người ta cũng đâu có tiếp xúc với mình. Cũng như người ta có ăn mình không có ăn mình cũng đối diện với người ta cũng không được. Chị ngại ha. Ngại với cái thứ hai nữa người ta. Người ta có bè thái không à, người ta chấm lại ba bốn mẹ ông bà. Người ta nói chuyện còn mình thì mình tự ái lương tâm của mình. Mình nghèo vậy rồi có khi mình nói chuyện rồi chứ người ta có thích hay không thôi. Không có qua lợi. Yeah. Ai gặp mình thì mình hỏi gì mình trả lời thôi. Rồi cắn răng mấy bà cháu tự chịu luôn. Nhưng mà chị nhìn thấy hai người cháu mình đó chị.
là từ nhỏ tới lớn đó, là cái món ngon thật lạ đó chị. Rồi lúc đó là trong lòng chị cảm thấy như thế nào chị? Thì có lúc cũng có tiền cũng mua cho nó ăn, mà lâu lâu có lần gì đó thì nó đòi ăn thì cũng mua cho nó ăn, mà lâu lâu mới có lần. Cháu không có tiền rồi cháu đòi rồi sao? Thì nói bữa nó mãi có tiền mới mua cho ăn. Có khi nào mà chị mà thấy mà con cháu của người ta đang ăn á, những cái miếng ngon mà nhưng cháu mình hiện tại đó thì ở trong cái vỏ xe đó, thì chị thấy như thế nào? Thì mình cũng xót chị, nhưng mà mình cũng có nói với nó. Nó đòi ăn vậy, nói con ơi, ăn đi vậy. Qua mơ ngoài cái tiền qua mua chặn. Rồi cái nó ừ liền à. Con trai nè, cho chú hỏi nè, có khi nào mà con có được ăn ngon chưa? Có chưa? Khi mà đêm về á chị, rồi chị nhìn cảnh cháu mình đó, mỗi một ngày phải lặn lội cùng mình mưu sinh đó chị. Chị đi là chị cũng biết cực khổ rồi, mà cháu nó nhỏ như vậy đó mà phải chịu cực chịu khổ, giống như là chịu nắng sương với mình. Rồi cái lúc đó là chị nhìn cái cảnh hai cháu nó nằm mệt ra đó chị, lúc đó chị cảm thấy như thế nào? Thì ước mơ chừng nào mà có tiền này kia nọ đầy đủ thì mình được ở nhà thì cháu mình nó sẽ khỏe. Chứ còn như là mình cứ không tiền gì thì mình cũng phải đi hoài, thì mình phải khổ hoài vậy đó. Có khi nào chị trách ông trời á, sao mà chớ chiêu sắp đặt chị vô cái hoàn cảnh chớ chiêu này không chị? Có khi cũng buồn á, buồn mà buồn thì ít nhưng mà buồn con mình nhiều. Chứ không phải là buồn như ông trời cũng chưa có thấy đâu mình thôi. Chứ còn như con buồn con mình nhiều. Tại vì người ta cũng có con, cũng ra đến cảnh nghèo. Mà con người ta lo cho cha mẹ, người ta có nhà, có đầy đủ hết trơn rồi, người ta mới có chồng có vợ. Còn như con mình nó chưa gì thì nó có gia đình hết rồi, mình mới buồn con mình thôi. Như buồn lương tâm mình thôi. Chị buồn lương tâm chị vì sao chị? Tại vì cũng như mình khả năng mình không có rồi, chứ không có sức khỏe để làm. Rồi con cái mình cũng như là nó không có lo cho mình vậy đó, mình không có phúc gì. Rồi nó lo chưa tới, nó có lo gia đình. Chị sẵn ở đây á, chị có muốn lời nào gửi đến con gái của chị không? Sẵn ở đây chị nói là con gái chị sẽ nghe đó, biết mà cái hoàn cảnh của chị, nhưng mà dẫn mấy cháu nè đi lụm mũ và mỗi ngày nắng mưa, chị chia sẻ lên đây cho con gái chị biết. Nó biết chứ, nó biết hàng ngày chứ, nó không phải nó không biết. Biết hàng ngày là như thế nào chị? Nó biết chị cũng đi mua rồi dẫn mấy đứa này đi, nó biết chứ. Chị khổ nè. Nó biết hết trơn rồi, chứ mày nó không biết. Nè, có khi nào mà hồi nãy chị nói là chị có 5 người con, có khi nào mà 5 người con tâm sự nói hơi mẹ ở nhà, rồi có gạo cũng như là có cơm gì bánh đó đề, bánh cường, bánh cường cho chặn đường đó. Rồi cũng không đi mua được, rồi không đi lụm được, rồi lấy đâu mà ăn. Người ta cho một bát vải, nó ơi bữa bó mình cũng phải nhận. Rồi nói với nó đủ ơi, nếu mà con không cho mẹ đi mà lỡ mấy tháng con đi mà biển ngoài ra, ngoài biển ngoài ngoài rồi mẹ ăn, thì nó cũng không có cho đi. Rồi nó bắt đầu nói nó vậy, nó mới cho đi. Cái lúc còn mấy người con kia thì sao chị? Người ta có chồng có vợ cũng như nó lo bên gia đình hết. Nhưng thì mà có ai vợ nói mẹ mình cực khổ gì không chị? Thì nó cũng nói mà, nhưng mà nó cũng không có giúp mình được cái gì. Thì thôi thì nó cũng ở, nó lo này, bây giờ gia đình nó cũng nghèo, nó cũng ở bên vợ, ở gãy. Có nghĩa là cả cuộc đời của chị lo cho con, cho cháu, không ngại ngần ngày nào hết. Nhưng mà tới khi mà mình giống như là sức không còn nữa thì con cái mình lại giống như là đổi thừa cho cuộc sống khó khăn đó. Không giống như là không lo nổi cho chị một ngày nào hết. Chị cho em hỏi thì trong mà 5 người con của chị á, thì có người nào mà thí dụ lo cho chị không? Như mỗi tháng cho tiền hay là lo sức khỏe của chị đâu á? Có nhỏ thứ tư á, mà ba cũng ở bên chồng, thì có lúc nó có tiền thì nó cũng điện mình, nó cũng hỏi. Thì chồng nó đi ra thì nó cũng cho chút đỉnh rồi mình là tiếp mình đóng tiền nhà. Còn có lúc thì bởi vì bà và chồng nó, chị chồng nó khó lắm, đi ra khỏi nhà cũng bị chửi, nó cũng có chồng cũng khổ hơn, cái lương tâm cũng hơn mình. Nhưng mà chồng nó đi mặn nó thì mới có tiền, cho cũng cho lén thôi chứ không có cho chút mặt nữa. Chị là cũng không có thường xuyên mỗi tháng, chị lâu lâu vậy thôi hả? Lâu lâu vậy. Chồng nó đi rồi nó cũng mới về một lần, nhân sinh về cũng bị chửi,
ít đi lắm, như đi chiều nay là ngày mai nó sẽ về nhà rồi. Chị cho em hỏi thăm nè, chị nói chị là giống như là mồ côi từ nhỏ đó, nhưng mà thật sự là chị biết cha mẹ mình không? Biết mà cha mẹ mất hết trơn rồi. Hồi lúc nó ba cho chị 7 tuổi thì ba cũng còn ống yếu rồi. Rồi tới đâu được 2-3 tháng thì cho hay thì mới ba mất rồi. Rồi một thời gian thì mẹ cũng mất đâu 4-5 năm trước. Đi tìm mẹ cũng như là mình muốn tìm có người mẹ vậy đó. Rồi đắt lạc con nhỏ ngồi xuống đây không được đi chơi. Rồi mới đi tìm thì lên trên Long Xuyên thì ba mất rồi. Ba mất. Em hỏi thật chị nè, chị có thể nào tiết lộ cho mấy anh em á, cùng với quý vị khán giả được biết á, cái cảm giác của một người mà một cô cha cũng như là một cô mẹ á chị, cái cảm giác nó như thế nào chị? Thì bằng gì mà mấy người cũng vậy, là bà có cha có mẹ mấy đó không, chứ còn như là không cha không mẹ cũng như là buồn bã, không biết đường tưởng đâu. Có khi nhiều khi muốn nói chuyện với chị em mà suy nghĩ mình cũng không biết nói sao. Chứ lần không cha không mẹ thì thế nào cũng tệ, giống như là buồn dữ dằn lắm. Buồn dữ lắm hả chị? Chị cái lúc mà... Là bật giống như là chị tự khóc một mình luôn hả chị? Vì chị nhớ cha mẹ hay sao mà lại tủi thân chị? Nhớ thì cũng nhớ mà buồn cái mình không ở cả bên cạnh cha mẹ. Chàng ơi, thưa quý vị khán giả, một cái nỗi niềm của một người con mà một cô cha một cô mẹ từ lúc nhỏ, quý vị khán giả, thì ngày hôm nay chị có cơ hội thì chị tâm sự cùng với quý vị khán giả để cho quý vị khán giả mình một phần nào thấu hiểu được cái nỗi lòng mà chị đang giấu mấy cái lâu nay. Chị đã biết được cái cảm giác của một cái giống như là người một trẻ mồ côi đó chị. Rồi chị nhìn cảnh hai cháu mình đó chị, có khi nào chị sợ hai cháu mình nó đau giống như mình không chị? Có chứ, có khi lúc mình cũng đau nhiều quá rồi có khi mình cũng sợ, có thời gian rồi mình không có lo được cho nó. Rồi lúc đó cháu không biết sao luôn. Rồi lúc bị té xe, con nhỏ này nó không có sao mà nó dạy dẫn ta hỏi gia đình chứ đâu đâu, thì nó chạy với nó chơi, nó dẫn người ta về tới nhà. Rồi người ta hỏi gia đình nhỏ này đâu rồi cậu nó chạy ra, thì người ta đưa chị đi nhà ra nhà thương rồi. Thì lúc đó thì chị nhớ thì biết con mình rồi đó, mà mình không nói được câu nào hết trơn, bị gì máu nó ra. Rồi nó nói máu ra sau óc thì giờ cái tay thì máu gì nè. Nhưng mà lúc đó tinh thần không biết nói gì chứ, biết là con mình với cháu mình chứ không có kêu nó được, không có nói nó được. Thì người ta chuyển đi ra ngoài dịch giá thì chỉ nghe gì thôi, như là suy nghĩ lúc đó lỡ mà có bệnh viện nhỏ này không biết làm sao. Đó, người ta bắt tóc đi rồi hả, là tạm đi luôn, mình cũng không biết đường, mình biết con mình cháu mình đâu, mình tỉnh lại á. Người ta đưa đi giùm, đang thấy nói thằng Đụng nó không đưa. Rồi cái thằng mấy người ở ngoài người ta cũng ở gần, ta nói nếu không đưa thì tôi đưa chị tôi đi, thì nghe người ta kể gì thôi. Là lúc đó đâu có nhớ gì đâu, thì tới nhà thương thì thấy con mình lại, người ta chuyển, người ta nói đưa đi dịch giá, mà lúc đó cũng chưa có biết. Muốn dặn cái gì mà nói cái gì, mà muốn nói mà nói cũng không biết nói sao nữa. Tới dừng ra 2-3 ngày sau lỗ tai nó cũng vẫn còn bùng 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 gì nè. Nó chết thì lỡ mà suy nghĩ, trời lỡ mà mình lúc đó mình có mắt hay cái lỡ rồi như vậy rồi làm sao mình không tỉnh lại, rồi làm sao biết nhỏ đâu, biết cha mẹ đâu nữa. Rồi hai đứa cháu mình lúc đó là bơ vơ nữa. Rồi không biết là ai nuôi, cũng do nó tình cờ bữa đó sao mà con dâu nó, thứ ba nó mới lên chơi, ngày mai nó ở nhà cũng không có giữ gì vợ chân á, thì nó giữ được hai đứa này là mình mừng rồi. Rồi lúc đó là mình cũng đỡ, là nhẹ nhẹ suy nghĩ, là nhẹ nhẹ lo, có người lo. Nói chung là cái lúc mà chị tỉnh lại á, là chị không lo cho bản thân chị mà chị lo là hai đứa cháu. Nói không biết nhà mà có ai lo nhỏ không, mà nhớ trực lại là còn con dâu ở nhà, nó mới lên nữa. Rồi chắc nó cũng giữ mấy đứa nhỏ giờ giùm rồi. Chàng ơi, cả cuộc đời khổ vì con rồi, bây giờ lại khổ thêm vì cháu nữa. Không có ngày nào được giống như là hai chữ hạnh phúc hết trơn gì. Thì đây cũng từ từ, cũng thế nào cũng qua con chuyện mà, chứ không phải là dính dấp như hoài sao. Cũng suy nghĩ cũng buồn thì cũng có buồn thiệt, nhưng mà cũng từ từ nó cũng sẽ qua mà. Chị cho em hỏi thì
cái cảnh mà mù côi á, chị có thể kể cho mấy anh em nghe là thiếu cái gì thiếu cái mà cái đứa trẻ mù côi á, thiếu tình gì tình thương và gì, chị có thể kể cho mấy anh em con được biết không? Trời, cái vụ mà thiếu cha mẹ đó là tình thương á, là tình thương là cha mẹ là một nè, tình thương á thằng của anh chị nè, rồi là tình thương nó là độc lắm, không có đã nổi lâu, cũng như là mình quá là cô đơn luôn á, nói chung là rất là cô đơn, mà cha mẹ nuôi mà không thương rồi còn cô đơn dữ nữa. Ở đi mặn cho cha mẹ nuôi á, bả bởi vì hai anh em mà bác thương con đứa, còn đứa bả không có thương, rồi cho nên mình bắt đi mặn mà mặn rồi nhiều cái dao đánh lá miếng mà cỏ ngoài ruộng, mà nhiều cái khóc ngoài ruộng mà không biết chân nào hết chứ. Một thời gian mà cái khi đói mà bà do mà bảy cơm bảy ăn miếng mà rồi mới được ăn cơm đó. Có khi đói ngoài ruộng mà lùng 7 tuổi mà 12 tuổi mà đánh lắm miếng mà cái hàng miếng đâu phải cục đâu, phải gọi cho nó mới được vô ăn cơm. Có khi người ta bắt gặp mình đã xỉu ngoài ruộng rồi, người ta cho hay người ta nói mình ngủ á, vô bị quýnh còn tạm tội nữa, rồi cho nên là không dám ngủ nữa. Từ lúc đó có cha mẹ gã đi rồi, có khi ít khi về nhà luôn, buồn trong bụng. Buồn không muốn về. Chị cho em hỏi thăm nè, nếu như mà trong ngày hôm nay nè chị có được một điều ước á, thì chị sẽ ước mong cái gì chị? Ừ, nói thì không phải mấy chú giúp á, thì tôi ước công lương tâm của tôi á, là nếu mà nói ra mấy chú cũng đựng từ, tôi ước có miếng đất để cắt được cái nhà. Dạ đúng rồi. Đó, là được miếng đất rồi cắt được cái nhà không cần bự, cũng như là đủ ba bà cháu mà có được hai căn phòng là thấy là ấm cúng. Dạ. Như mình đi mặn, mình đi mua hay là hoặc là mình đi đâu mình về cái mình có cái chỗ ngã ăn nghỉ, cái mình cũng không có lo cái tới tháng đóng tiền nhà, đây quay cái tới tháng quay tới tháng. Là chị mơ ước là có được một cái mái nhà để mà mấy bà cháu tránh mưa tránh nắng với có chỗ ngủ nghe được thôi. Không có cầu lo tiền bạc nữa chị. Dạ, em cũng nguyện cầu mong sao quá cho hoàn cảnh của ba bà cháu nè sẽ được quý mạnh thường quân thương á hỗ trợ giúp đỡ á, để mình sớm thực hiện được cái ước mơ có được một cái mái nhà và cho chị bớt một phần nào cơ cực trong cái cuộc sống này hả chị? Dạ chị ơi, cho em hỏi á, thì chị mà chở mấy đứa nè, sáng là thường thường mấy giờ chị đi? Có khi á, thẻ trong mình á, đầu cũng đau á, thì có tới 6 giờ đi rồi. Còn có khi mà khúc khi cũng 7 giờ, 7 giờ. Còn có bữa nào mà đau cái đầu á thì như nặng nề quá, nhức đầu chóng mặt mà đi không nổi á, thì cho nên nó phải bữa đó phải nghỉ không đi. Rồi đi mấy giờ về vậy? Đi chừng nào về á? Dạ. Có khi là cũng chở 9-10 giờ rồi về, chứ không có đi chưa nắng quá, chưa nắng quá là làm như cái đầu nó không có được khỏe, nó chóng mặt rồi nó mệt. Hồi sớm á, em có hỏi mấy bé nè là ăn gì chưa mà tới 9-10 giờ mà chưa cho mấy bé ăn nữa. Rồi như vậy rồi mấy giờ chị mới cho mấy đứa nhỏ ăn? Cũng như là đi trong khoảng 8-9 giờ hoặc là 10 giờ rồi bắt đầu mình đi về nhà, cái mình nấu cơm ăn. Ở cái chọc đường đó, có bánh nào cái mình gặp á, mình mua cho nó ăn. Vậy đó. Tại vì mỗi lần đó thì đi nguyên một ngày, có khi đi tới chiều đẩy rồi ra Minh Lương rồi đi trở về. Nói chứ đi ra Minh Lương rồi trở về có khi trời nắng lên là nghỉ có chục lần. Nó mệt rồi đẩy không nổi. Chị cho em hỏi á, chị mà hai cái đứa bé này là hiện tại đó là chờ để chị lo, mà chị có khi mà cho em hỏi bệnh đó rồi chị nằm như vậy không đi làm được, rồi chị có lo cho hai đứa này không? Chị nằm xuống rồi không biết ai lo. Cũng phải lo lo bắt được cơm lên đó rồi chứ, nó có cái gì thì cho nó ăn rồi nó no cái bụng nó trước đi, rồi mình bẻ rồi ngày mai mình đi mằng tiếp, có tiền rồi mua đồ ăn. Rồi yêu cầu có gạo là đổ nấu là có mắm mắm gì nó ăn cũng được hết chứ. Có khi nào mà trong cái phòng trọ của mình hết gạo luôn không chị? Có chứ, mỗi lần á con nó đi ghe thì có tiền á dành dụm mua bao mình để ở nhà, có lúc á nó không thèm đi nữa rồi bắt đầu mình có lúc mua gạo ký luôn, đi mặn rồi về bắt đầu mua tờ ký bỏ vô. Trời. Bữa nay mua rồi ngày mai đi mua tiếp. Yeah. Có chứ, cái cảnh mà mua gạo ký là thấy nó quậy dữ lắm luôn. Yeah. Nó mau hết lắm. Rồi bây giờ nó hai năm nay cái bắt đầu nó
có vợ rồi, giờ nó lo cho vợ chị, con nó rồi giờ. Cho em hỏi lại cái mà cái người con rể của chị á, là trong khi mà chia tay rồi với con gái của chị rồi bỏ gì đó, rồi bên nội á có thường xuyên gọi điện về bên không nội có. Được không? Hồi chị không biết bên nội luôn. Ôi ơi. Không biết bà nội luôn. Tại vì hai đứa nó thương là cũng như là thương tự vợ chồng sống ở với nhau thôi. Rồi không có chấp nối gì không chị? Thì tới thì sự chấp nối như vậy thôi chứ còn cái vụ mà ba mẹ thì chị không gặp đâu. Chỉ là chị chưa có biết mặt bà xui luôn. Ba mẹ bên nó thì chị không biết. Hai cái người đó ở nhau mà con cái đem về cho chị. Cái gánh nặng là chị nữa. Dạ, thì Thanh Trúc bữa nay đi với Ngôn thì trên cái đoạn đường nè ở Kiên Giang á thì gặp một cái bà chị á chở hai đứa bé ở trong cái sọt á cả nhà. Thì mấy anh em hiếu kỳ cho nên là ngừng hỏi, tưởng đâu là con không à, mà ai về hỏi kỹ lại táo quả lên thì là cháu ngoại. Thì sẵn đây thì Thanh Trúc cũng có giữ một cái phần riêng của cô sinh gửi cho chị 500.000 ha. Chà, chị cũng cảm ơn mấy chú sinh, mấy cô sinh con mà cho chị tấm điện vậy, chị rất là cảm ơn. Là dạ mà. Dạ thì cảm ơn rất nhiều. Dạ thì cả nhà ơi, sau đây thì cũng còn một cái phần riêng của bạn Ngôn nữa, cả nhà chờ xem ạ. À. Thì chú Tường Quân cũng sẽ gửi cho chị là 500.000 để mà góp một phần nào lo cho cái sửa cho mấy cháu như chị nha. Chị cũng cảm ơn chung nghiệp đoàn chú Thành Quân. Dạ, chú Trường Quân cho chị được số tiền rồi dù ít đó là nhiều cũng là tình nghĩa. Dạ. Chị lo cho gia đình chị rất là cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ, chú vị khán giả, chú biết mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì đến đây Ngôn cùng với mấy anh em xin phép được kết thúc video. Và một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú anh chị.